Vâng ạ, một chiếc bếp zin này không lò nướng. Chắc hẳn đây là một sự lựa chọn rất là đúng đắn khi mà chúng ta nhà có nồi chiên không dầu hay là lò vi sóng, những cái dụng cụ nướng khác mà chúng ta không cần lò nướng, mọi người nhé. Đây cũng là một cái dòng bếp Nhật, cũng là một cái dòng bếp Nhật đến từ thương hiệu Zinai rất là nổi tiếng. Mã số KGM64BE là cái dòng bếp đời cao chất lượng. Con này thì là nó thuộc dòng bếp không lò nướng, rất là nhiều người đang cần. Đấy, chiếc bếp được sản xuất vào tháng 11 năm 2022, mọi người rất là cao đúng không ạ? Con này được thiết kế với một cái mặt men màu này là cái màu kem sữa mọi người nhé. Đấy, ở phía bên trên của nó thì nó sẽ có một cái đế bằng inox bao lấy cái chân kiềng, bao lấy kiềng. Cái kiềng này thì nó giúp cho cái việc là mình chúng ta để kiềng nó không bị xây dịch, rất là chắc chắn. Và cái cặp chi lửa này thì chúng ta không phải bàn rồi, nó là cái cặp chi lửa đời cao, nó nhìn rất là vuông thành sắc cạnh và rất là chắc chắn, và nó thực sự là cái gỗ chi lửa bằng nhôm thì nó chịu nhiệt tốt, chịu nhiệt rất rất là tốt luôn, cũng như là cái độ bền của nó. Bên trong họng bếp thì đã được vệ sinh lau chùi rất là sạch sẽ rồi, chúng ta yên tâm khi mà chúng ta về chỉ việc lắp và sử dụng thôi. Một chiếc bếp không lò nướng nó có độ rất là nhẹ mọi người nhá, siêu siêu nhẹ luôn. Phần xung quanh thành vách này rất là vuông thành sắc cạnh, không có bị méo mó một chỗ nào. Về cái phần mặt men thì ở bên phía trên của nó là rất là láng mịn rồi, chỉ có một chút cái chấm sơn ở cái đầu này thôi, nó như cái hạt đậu đen thôi, nó cũng không nhiều, và cái màu sơn của nó cũng đồng nhất với cái màu mặt sơn của mặt men, nên là chúng ta nhìn không có cái dấu vết gì, không có phát hiện ra được cái gì cả. Nhìn chung thì cái hình thức của chiếc này thì nó phải đẹp đến 95% rồi mọi người nhá. Ở bên khay bin đựng cái bộ pin này thì bên em tặng cho các bác khi mua hàng, và chúng ta làm nguồn để chúng ta đánh lửa, bởi vì con này đánh lửa bằng IC mà có bộ pin làm nguồn để chúng ta đánh lửa. Chiếc bếp này thì nó chỉ có chức năng đơn giản nấu và nướng thôi, nấu thôi, em xin lỗi, tại vì là cái chiếc bếp nướng kia thì em hay làm video về bếp có lò nướng. Cái này thì chỉ nấu thôi mọi người nhá, nấu nhưng mà nó đảm bảo được cái chức năng, đấy là chức năng tính năng, đó là tính năng cảm biến nhiệt, hoạt động trên cơ chế tự động tắt bếp, tự động khóa ga khi mà cái tim cảm biến này nó tiếp xúc với cái đáy nồi. Mình đặt nồi lên đây thì tim cảm biến sẽ tiếp xúc với đáy nồi và nó sẽ đo cái nhiệt độ đáy nồi. Khi nhiệt độ nồi lên cao, cán mốc 250 độ C thì bếp sẽ tự động tắt và tự động khóa ga chúng ta. Đạt đến nhiệt độ 200 là nó đã tự nhỏ đi rồi. Đấy, một chiếc bếp không lò nướng rất là tiện dụng và siêu nhẹ nữa. Chúng ta có thể để ở bất kỳ không gian nào của bếp, rất là gọn gàng mọi người nhé. Bây giờ thì em sẽ test lửa cho mọi người xem về lửa của chiếc bếp không lò nướng này. Đấy, một chiếc bếp không lò nướng thì rất là nhiều người đang cần. Và thực ra từ ngày đến giờ thì từ khi bán bếp đến giờ thì em thấy rằng là những cái dòng bếp không lò nướng này thì để mà có một chiếc bếp đời cao đẹp thì cũng không phải là nhiều. Vì vậy mà chúng ta nếu như đã ưng mẫu rồi thì chúng ta tranh thủ chốt đơn thôi. Đấy, để sở hữu những chiếc bếp vừa đẹp mà vừa chất lượng nhá. Ở bên trong thì cái lửa của bếp này chi lửa khá là đều, với ngọn lửa cực kỳ xanh luôn. Về lửa của bếp Nhật thì chúng ta biết là nó sẽ cái màu sắc của nó phụ thuộc vào trong thời tiết, nó độ ẩm không khí cao hoặc là nó nồm thì nó sẽ hơi lóe đỏ một chút. Nhưng hiện tại thì thời tiết khinh quá, vừa mưa xong nó khá là mát mẻ, cho nên là cái lửa hiện tại nó rất là xanh ngắt luôn nhá. Chúng ta đặt nồi lên thì chúng ta thấy được cái độ xanh của nó cũng như là độ to của lửa nhá. Đấy, vâng, chúng ta thấy là cái lọn lửa này rất là xanh, rất là to. Em đang test về tính năng là tính năng cạn nước tắt bếp. Một trong những tính năng nó sẽ làm cho bếp tự động tắt và tự động khóa ga. Bên này sẽ test tính năng gió lùa tắt bếp. Đây là một trong những tính năng mà khi tác động của bên ngoài nó làm tắt bếp thì nó sẽ khóa ga an toàn. Khóa ga an toàn nhưng thời gian cần cho khóa ga là 7 đến 10 giây sau. Nhưng đối với chức năng mà bên cạn nước tắt bếp này thì quá trình tắt bếp và khóa ga đồng thời xảy ra. Nó đã tắt bếp là nó khóa ga ngay. Cái này thì chỉ tín hiệu khóa ga nó sẽ báo cho chúng ta. Một, nó có tín hiệu là nó sẽ hiện lên cái đèn báo pin này. Pin nhấp nháy mọi người nhé. Đấy, pin nhấp nháy. Mọi người có thể nghe tiếng tút và cũng như là cái đèn báo hiệu ở trên bếp. Nó báo hiệu về quá trình tắt bếp và khóa ga. Và tín hiệu bên bếp trái cũng đã khóa ga rồi, cũng đã tắt bếp rồi. Cả hai đều là cảm biến rất là nhạy luôn. Cái này thì khóa ga này, em test thử mọi người xem này. Đấy, khóa ga rất là an toàn rồi nhá. Bên này thì sau khi tắt thì nó đồng thời khóa ga. Đó, một chiếc bếp thường cảm biến siêu siêu nhạy luôn ạ. Cực kỳ nhạy luôn mọi người nhá. Vì nó là đời cao, đời 2022.
cho nên cái chức năng của nó khá là nhạy. Và riêng cái dòng bếp này, dòng bếp Zinai mà mã số KGM64BE đấy, em bán rất là nhiều rồi. Đây là một trong những cái dòng bếp rất là chất lượng về 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 cái độ đẹp của lửa này, về cái dòng cái độ nhạy này, về chức năng của nó cảm biến nhiệt này đều rất là ok. Con này em bao về chất luôn cho mọi người luôn. Tháng 11 năm 2022 mọi người nhá. Với thiết kế cái màu sắc cũng màu sáng thôi nhưng mà rất là sang, rất là đẹp. Thì mặt trước là màu ghi xám như thế này, mặt trên là màu kem sữa. Màu kem sữa, sự phối màu nó cũng rất là sang. Con này thì mọi người đã thấy về lửa và quá trình cảm biến nhiệt rồi, rất là đẹp. Và Zinai mã số KGM64BE này, con không lò nướng này em đang bán ra cho mọi người với giá là 2.800.000 đồng. Em xin lỗi, con này là đời 22 thì là giá là 2.900.000 đồng mọi người nhá. 2.900.000 đồng. Mọi người hôm nay nếu như đi qua video này mà ưng chiếc bếp không lò nướng Zinai này, hãy vui lòng liên hệ với em theo mã số theo số điện thoại là 0904992696. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi video. Em xin chào và hẹn gặp lại. Anh chị đang xem bếp cam.